do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại tuyến DT606 nối từ xã A San đi xã Trơm. Đây là tuyến giao thông huyết mạch đi lên cửa khẩu phụ Tây Giang, Cà Lầm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hàng nghìn mét khối đất đá cây cối từ ta lùi đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Vị trí sạt lở tại km 57 cộng đến km 57 cộng trên tuyến đường DT 606 để bảo đảm an toàn cho người phương tiện qua lại và sớm thông tuyến chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rào chắn khu vực nguy hiểm đồng thời huy động phương tiện máy móc để nỗ lực khắc phục sự cố nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất để phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa lên các xã biên giới của huyện tây giang